một bộ phim lấy bối cảnh về những con người làm việc ở trong cùng một ngân hàng với sức ép áp lực về tiền bạc tình cảm mà có những chiêu trò nhằm đạt được mục tiêu trong công việc cô gái alice từ nhỏ được sống thoải mái với sự bao bọc của bố mẹ tuy nhiên không may bố cô qua đời và để lại món nợ cho gia đình cô đành dừng việc học lại lao vào kiếm tiền nhằm giữ lại căn nhà của gia đình với sức ép của chủ nợ mà cô chăm chỉ không ngừng và luôn trên tinh thần sẵn sàng làm việc bất chấp để đạt được mục tiêu thấy sự hấp dẫn của việc bán quỹ đầu tư mà cô xin vào làm ở ngân hàng của anh bạn thân. Tại đây cô luôn muốn xông pha và tìm mọi cách để được tiếp cận khách hàng và bán hàng. Tuy nhiên cô gặp phải trưởng nhóm giỏi nhưng vì tính cách hiếu thắng của mình mà cô không được trưởng nhóm tin tưởng và nhiều lần không để cô bán hàng. Anh chàng mê, kỹ sư trẻ tuổi vì sự cố không phải do mình mà phải chuyển sang nghề khác, anh được giới thiệu vào làm ở ngân hàng này. Anh đẹp trai và luôn là tâm điểm của các chị em mặc dù vậy anh vẫn không mấy quan tâm bởi anh đang có bạn gái xinh đẹp và anh luôn tự hào về điều đó tuy nhiên sau thời gian cô bạn gái của anh cũng thay đổi và bắt đầu trở nên xa cách anh và bạn gái chia tay câu chuyện trong phim như phần nào phác họa đời sống thực tế hiện tại của môi trường công sở và những áp lực thường thấy xem phim bạn sẽ có đồng cảm với các nhân vật trong phim và những áp lực nào có thể khiến con người ta lao đầu vào công việc điên cuồng như thế hãy xem phim để biết được số phận của những con người làm việc với những chiêu trò sẽ đi về đâu chúc bạn xem phim vui vẻ và để lại bình luận để nhiều người biết và cùng xem nhé